Xin chào, tôi là Mikhail Kirisenko. Các bạn đang xem báo cáo ngắn gọn về các sự kiện đang diễn ra trong việc phát triển và ứng dụng các công nghệ vận tải đột phá Skyway. Trong bản tin này, việc xây dựng tuyến đường số 2 đang được xúc tiến như thế nào? Các tin tức mới về trung tâm đổi mới Skyway tại Sanja, chúng ta cùng cổ vũ. Skyway đang ở tâm chú ý của cuộc thi IT quốc tế. Hoạt động vượt sớm, thành phần di chuyển sẽ có thể cô lập đám cháy tức thì, chuyển nhà mới công ty Uniski String Technology Corp. đã chuyển sang tòa nhà văn phòng mới và chuyên mục truyền thống của chúng ta ngày này trong lịch sử Skyway. Bây giờ chúng ta sẽ xem lần lượt các tin tức. 46 móng của các trụ trung gian bổ sung đã được đổ bê tông tại trung tâm đổi mới Skyway ở Sanja. Kết thúc việc lắp ráp các kết cấu kim loại của trụ trung gian tuyến đường số 2 tại nhà khách gần như đã hoàn tất việc hoàn thiện nội bộ và tiến gần tới kết thúc tiến hành các hoạt động hiệu chỉnh hệ thống kỹ thuật trong sân nội bộ đã trồng các cây và bồn cỏ trên cả hai trụ chính của tuyến đường số 1 đã tiếp tục hoàn thiện nội bộ và các hoạt động hiệu chỉnh công ty phát đang tiến hành lắp đặt các hệ thống kỹ thuật bên ngoài đổ bê tông khiến phủ trạm bơm cứu hỏa tiếp tục hoàn thiện trạm biến thế các chuyên viên thuộc ban thiết kế, thiết bị điện đã đạt được kết quả hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu N45-545. Tiêu chuẩn này cho phép quản lý rủi ro liên quan tới hỏa hoạn, điều có thể xảy ra do các sự bốc cháy của các vật liệu kém chất lượng dùng trong ngành đường sắt. Nói cách khác, vì việc sơ tán khẩn cấp khỏi thành phần di chuyển cấp 2 đối với các hành khách là vấn đề khá quan trọng. Bản thân sự trang bị trên phương tiện vận tải phải hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu chất lượng mà thị trường thế giới đề ra. Và Skyway giờ đây hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu, các yêu cầu đó. Điều này được chia sẻ chi tiết bởi kỹ sư kết cấu ban thiết kế, thiết bị điện, thuộc công ty Uniski Sting Technology Co, Sergei Kulapin. Gần đây, ban thiết kế, thiết bị điện của chúng tôi đã hoàn thành một phân tích lớn về sự đáp ứng của bộ thiết bị đối với các tiêu chuẩn phòng cháy. Đặc biệt, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ tổ hợp theo tiêu chuẩn châu Âu, EN 45, 545 đó là tiêu chuẩn về bảo vệ chống cháy trong các phương tiện vận tải đường sắt. Tiêu chuẩn này quy định các trình tự hoạt động phòng cháy, kiểm soát, quản lý và tối thiểu hóa tác động khi xuất hiện đám cháy. Trước tiên, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ tổ hợp, bắt đầu từ các chi tiết với khối lượng ít hơn 1 gam, như các móc cáp, tất cả những thành phần kết dính có thể có cho tới những khối kích cỡ lớn ví dụ như các bộ đảo mạch và các bộ khống chế các thành phần này phải đạt chất lượng cao nhất và có mọi chứng chỉ xác nhận điều đó vì nguyên nhân chính gây cháy là sự hỏng hóc tại các bối nút tức là do bị chạm mạch biến dạng cơ học hay lớp cách ly bị quá nhiệt trên các phương tiện vận tải của chúng tôi sẽ áp dụng các lớp cáp chống cháy có bổ sung phụ phần tạo bọt đặc biệt khi xuất hiện sự cháy ở một vùng nào đó phụ phần này sẽ tạo bọt và sinh ra thứ tựa như rào cản chống cháy mọi điều ấy được làm để tối đa hóa phân tách cục bộ đám cháy và ngay lập tức dập nó với tổn hại tối thiểu cho hành khách thưa các bạn hơn 60% khán giả của chúng ta đang xem video mà không đăng ký lên kênh YouTube chính thức của chúng ta. Đó là hơn 42.000 người mỗi tháng. Hẳn các bạn đồng ý rằng, điều đó là không có lợi. Nếu phía dưới bản tin này, nút subscribe của các bạn hiện màu đỏ, thì hãy nhanh chóng sửa vấn đề đó đi, và hãy là những người đầu tiên được biết các tin tức về việc phát triển và ứng dụng công nghệ vận tải đột phá Skyway. Cuối cùng thì, tất cả các bộ phận thuộc công ty Uniski String Technologies Corp. cũng đã chuyển được sang tòa nhà văn phòng mới tại địa chỉ số 33, phố Zelenodoroznaia, thành phố Minsk. Tám tầng nhà rộng rãi, tràn ngập ánh sáng, là nơi làm việc của hơn 1.000 nhân viên công ty. Skyway đang ở tâm chú ý của cuộc thi IT quốc tế. Trong cuộc thi, dự án của năm được tổ chức lần thứ tư bởi hãng. Một C của Nga, công ty Uniski String Technologies Corp. đã giới thiệu dự án quản lý tự động hóa các quá trình kinh doanh, chủ trì bởi bà Natalia Kaperovic. Mục tiêu của diễn đàn này là xác định những người dùng và đối tác tiên tiến đã đạt được những kết quả cao nhất trong việc số hóa doanh nghiệp của mình nhờ phần mềm đột phá hiện đại, 1C, doanh nghiệp 8. Trong năm nay, các chuyên viên của chúng ta đã ứng cử vào giải dự án tốt nhất trong lĩnh vực chủ thể, với sản phẩm riêng, dịch vụ hệ thống hóa toàn bộ thông tin về lộ trình công việc của nhân viên trong công ty, dành cho khối lãnh đạo, công ty Uniski String Technology Score, tham gia vào cuộc thi này lần đầu tiên. Tuy nhiên, theo lãnh đạo phòng các hệ thống 1C, mặc dù chạm trán với những đối thủ cạnh tranh mạnh như tập đoàn Rosatom, bưu điện nga nhưng đội ngũ của chúng ta rất tự tin vào bản thân xin nhắc rằng nhờ phần mềm tiên tiến này mà skyway đã đạt được thành tựu chuyển sang hệ thống văn thư điện tử hoàn toàn không phải dùng những thép giấy những cây xanh bị đốn hạ truyền thống trong văn phòng của mình Việc bầu chọn sẽ kéo dài tới 31 tháng 8, còn những người thắng giải sẽ được biết sau tháng 9 năm 2020. Hãy kịp thời ủng hộ những ứng viên của chúng ta, hãy tham gia bầu chọn theo link trong phần mô tả dưới video này. 19 năm trước, đã diễn ra những thử nghiệm đầu tiên với cấu trúc dẫn đường theo công nghệ đường dây Skyway. Đoạn thử nghiệm, đường dây, nặng hơn 500 kg, và có chiều dài 4 mét. Các thử nghiệm đã kéo dài hơn 2 tháng, và kết thúc với kết quả bất ngờ, thậm chí với cả những kỹ sư phát triển. Thực nghiệm cho thấy, vận tải đường dây Unisky hóa ra bền chắc, và có tuổi thọ gấp 6 lần so với thậm chí cả những tính toán lý thuyết lạc quan nhất. Hãy theo dõi các tin tức cập nhật trên các trang chính thức của Skyway. Hãy đăng ký lên kênh YouTube của chúng ta. Hãy ủng hộ dự án của chúng ta. Và cuộc đời bạn sẽ may mắn hơn cả những tính toán lý thuyết lạc quan nhất. Xây Skyway, cứu hành tinh.